Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn mọi người cách bàn phím tiếng Trung trên Windows 10 để có những bạn học tiếng Trung có thể biết cài bàn phím để sử dụng nha. Thì để cài đặt bàn phím tiếng Trung được thì mọi người sẽ kích vào nút Index này, LG, chọn Language này. Thì ở đây mình đã hướng dẫn mọi người cài tiếng Nhật và tiếng Hàn rồi. Thì để cài tiếng Trung thì mọi người cũng làm tương tự thôi. Mọi người kích vào nút Add Language này để thêm tiếng Trung vào. Tiếng Trung thì là Chi Chi là đây. Ở đây nó có một số loại tiếng Trung. Mọi người được học và sử dụng tiếng Trung nào thì mọi người sẽ cài tiếng Trung đó nhé. Ở đây mình sẽ cài tiếng Trung này đi. Mình không biết là mọi người học học tiếng nào. Mọi người cứ chọn đúng cái mà giáo viên hướng dẫn mọi người ấy. Mọi người chọn Lake này. Mọi người chọn Inside. Chúng ta sẽ chờ cho cái ngôn ngữ tiếng Trung này nó được cài đặt ra máy tính này. Mình sẽ tạm dừng cái video lại một lúc để chờ cài đặt nhé. Rồi, sau một lúc mà mình chờ đợi thì ngôn ngữ bàn phím tiếng Trung đã được thêm vào máy tính này. Thì mọi người chú ý mình một chút, mình đã nói ở mấy cái video cài tiếng Nhật, tiếng Hàn trước rồi. Có nghĩa là khi chúng ta cài bàn phím tiếng tiếng Trung ấy, thì mặc định nó sẽ chuyển cái ngôn ngữ hiển thị. Ở đây là ngôn ngữ hiển thị nhé. Nó sẽ chuyển luôn về tiếng Trung, có nghĩa là khi mọi người khởi động lại máy tính ấy thì tất cả các ngôn ngữ mà trên máy tính các bạn sẽ chuyển về tiếng Trung. Nếu bạn mọi người mà không muốn nó thành tiếng Trung mà vẫn để tiếng Anh thì mọi người chọn mình lại tiếng Anh nhé, mặc định là tiếng Anh này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở file Word lên để thử đánh tiếng Trung này. Mọi người đánh tiếng Trung thì mọi người kích chọn vào và đánh chọn tiếng Trung thôi, kích chọn vào chữ Index này và chọn tiếng Trung này. Đây thì mình cũng không biết đánh tiếng Trung của gì, mình đánh bừa nha. Đó, mình có đánh được tiếng Trung đây. Khó hiểu ghê ta, nhìn cũng không hiểu lắm. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách cài đặt bàn phím tiếng Trung trên hệ điều hành Windows 10. Mọi người mà xem video của mình mà thấy hay thì cho mình nhớ cho mình xin một nút like nhé, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.